Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thầy chia sẻ với các bạn hai bài tập thường gặp về phương trình bậc 2 thuộc chương trình lớp 9. Trong quá trình luyện thi vào lớp 10 thì những bài tập về phương trình bậc 2 luôn luôn có. Và đây cũng là hai bài tập mà một bạn học sinh có hỏi ở trên nhóm toán học và thầy biên soạn thành video để giải đáp giúp các bạn. Trước tiên thầy giải bài 1. Câu A, tìm M để phương trình 1 có nghiệm. Cách giải câu A như sau. Đầu tiên các bạn kiểm tra xem phương trình 1 đã là phương trình bậc 2 hay chưa. Bằng cách các bạn đi kiểm tra hệ số A, xem hệ số A phụ thuộc vào tham số hay không phụ thuộc vào tham số. Nếu hệ số A mà chứa tham số thì các bạn phải xét hai trường hợp của hệ số A để đánh giá. Trường hợp 1 là A bằng 0, trường hợp 2 là A khác 0. Trong trường hợp bài này thì hệ số A bằng 1 khác 0 rồi, chứng tỏ phương trình 1 là phương trình bậc 2 rồi. Do đó ta có thể sử dụng kiến thức của phương trình bậc 2 để ta đặt điều kiện. Như vậy điều kiện để phương trình 1 có nghiệm là delta hoặc delta phẩy lớn hơn hoặc bằng 0. Ở đây thầy sử dụng delta phẩy bởi vì hệ số B là chẵn. Delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC. B bằng trừ 2 nhân M cộng 1 thì B phẩy sẽ bằng trừ M cộng 1. B phẩy bình bằng trừ M cộng 1 tất cả bình thì bằng M cộng 1 bình. Trừ AC là trừ của 1 nhân với M bình cộng 5. Tức là ta có M cộng 1 tất cả bình trừ đi M bình cộng 5 lớn hơn hoặc bằng 0. Bây giờ ta khai triển cái hằng đẳng thức này ra. Hằng đẳng thức này có dạng A cộng B tất cả bình. Rồi ta nhân phá ngoặc cái anh này ra, ta được M bình cộng 2M cộng 1 trừ M bình trừ 5 lớn hơn hoặc bằng 0. Ở đây ta có M bình trừ M bình hết. Ta còn 2M. 1 trừ 5 còn trừ 4, chuyển sang với bên đây thành cộng 4. Như vậy ta được bất phương trình tương đương 2M lớn hơn hoặc bằng 4. Chia cả hai vế cho 2 ta được M lớn hơn hoặc bằng 2. Câu B. Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình 1. Không giải phương trình hãy tính x1 cộng x2, x1 nhân x2, x1 bình cộng x2 bình theo M. Thầy hướng dẫn các bạn giải câu B như sau. Áp dụng định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ B chia A, tức là bằng trừ của trừ 2 nhân M cộng 1 chia A là chia 1 và bằng 2 nhân M cộng 1. x1 nhân x2 bằng C chia A, tức là bằng M bình cộng 5 chia 1 và bằng M bình cộng 5. Tiếp theo ta tính x1 bình cộng x2 bình. Ta sẽ nghĩ tới việc biến đổi biểu thức này để cho nó xuất hiện x1 cộng x2 và xuất hiện x1 nhân x2. Thế thì ta sẽ biến đổi bằng cách ta thêm vào một lượng 2 lần x1 x2
thì ta phải bớt đi một lượng 2 lần x1 x2, ta được x1 bình cộng x2 bình cộng 2 lần x1 x2 trừ 2 lần x1 x2. Và ba cái anh đầu này là hàng đẳng thức x1 cộng x2 tất cả bình. Và ta được x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2 lần x1 x2. Đến đây ta thay x1 cộng x2 bằng 2 nhân m cộng 1 xuống đây. Và ta thay x1 nhân x2 xuống đây. Ta được 4 nhân m cộng 1 tất cả bình trừ 2 nhân m bình cộng 5. Bây giờ ta khai triển cái hàng đẳng thức này ra. Hàng đẳng thức này bằng m bình cộng 2m cộng 1 nhân phá ngoặc ra này. Ta có 4m bình trừ 2 nhân m bình còn lại 2m bình. Ta có 2m nhân 4 là 8m. 4 nhân 1 là 4 với trừ 2 nhân 5 là trừ 10 còn trừ 6. Và ta được kết quả 2m bình cộng 8m trừ 6. Câu C. Tìm m để x1 mũ 3 cộng x2 mũ 3 bằng 9 lần x1 cộng x2. Cách làm câu C như sau. Đầu tiên các bạn phải đặt điều kiện để phương trình 1 có nghiệm. Theo câu A, ta đã có điều kiện để phương trình 1 có nghiệm là m lớn hơn hoặc bằng 2. Các bạn cùng quan sát. Trước tiên thầy nhắc lại hàng đẳng thức đáng nhớ. A cộng B tất cả mũ 3 bằng A mũ 3 cộng 3A bình B cộng 3AB bình cộng B mũ 3. Ở đây thầy nhóm 3A bình B cộng với 3AB bình, thầy đưa 3AB ra ngoài làm chung, trong còn A cộng B, và thầy chuyển sang vế trái. Thầy được A mũ 3 cộng B mũ 3 sẽ bằng A cộng B tất cả mũ 3 trừ 3AB nhân với A cộng B. Do đó ta sẽ có biến đổi tương đương từ đẳng thức đã cho. X1 mũ 3 cộng X2 mũ 3 bằng 9 lần X1 cộng X2 tương đương với X1 cộng X2 tất cả mũ 3 trừ đi 3 lần X1 X2 nhân với X1 cộng X2 bằng 9 lần X1 cộng X2. Bây giờ ta sẽ thay X1 cộng X2 bằng 2 nhân M cộng 1 và X1 nhân X2 bằng M bình cộng 5 xuống. Ta được 2 nhân M cộng 1 tất cả mũ 3 trừ 6 lần M bình cộng 5 nhân với M cộng 1 bằng 18 M cộng 1. Ở đây ta có điều kiện m lớn hơn hoặc bằng 2, do đó m cộng 1 khác không rồi. Cho nên ta có thể rút gọn hai vế cho m cộng 1. Và đồng thời ta có thể rút gọn hai vế cho 2, ta được 2 mũ 3 bằng 8 rút gọn cho 2 bằng 4. 6 rút gọn 2 bằng 3. 18 rút gọn 2 bằng 9. Ta được phương trình tương đương. 4 nhân m cộng 1 tất cả bình trừ 3 nhân m bình cộng 5 bằng 9. Bây giờ ta khai triển hàng đẳng thức này ra. Đây ta có 4m bình, trừ 3m bình, còn lại m bình. Ta có 2m nhân 4 là 8m. Ở đây ta có 4, trừ 15 là còn trừ 11. 9 chuyển qua thành trừ 9 là trừ 20. Như vậy, ta được phương trình tương đương. M bình cộng 8m trừ 20 bằng 0. Giải phương trình bậc 2 này ta được m bằng 2 hoặc m bằng trừ 10. Đối chiếu với điều kiện m lớn hơn hoặc bằng 2, ta được m bằng 2 thỏa mãn, m bằng trừ 10 không thỏa mãn, ta loại. Ta kết luận m bằng 2 thỏa mãn yêu cầu bài toán. Tiếp theo thầy giải bài 2. Câu A. Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm. Nhìn vào phương trình đã cho, ta có hệ số A của phương trình này bằng 1 khác 0, do đó phương trình này là phương trình bậc 2. Cho nên điều kiện để phương trình đã cho có nghiệm là delta phẩy lớn hơn hoặc bằng 0. Tương đương với B phẩy bình trừ AC lớn hơn hoặc bằng 0. Tức là trừ 2 tất cả bình trừ đi 5M trừ 3 lớn hơn hoặc bằng 0. Trừ 2 tất cả bình bằng 4. Trừ 5M trừ 3 ta nhân phá ngoặc ra ta được 4 trừ 5M cộng 3 lớn hơn hoặc bằng 0. Ta chuyển trừ 5M sang vế phải ta được 7 lớn hơn hoặc bằng 5M. Hay nói cách khác, 5m nhỏ hơn hoặc bằng 7. Chia cả hai vế trong 5 là một số dương, bất phương trình không đổi chiều. Ta được m nhỏ hơn hoặc bằng 7 phần 5. Câu B. Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm x1, x2, sao cho x1 bằng 3x2. Thầy hướng dẫn các bạn giải câu B như sau. Áp dụng định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ b chia a, tức là x1 cộng x2 bằng 4,
x1 nhân x2 bằng c chia a bằng 5m trừ 3. Theo bài cho ta có x1 bằng 3x2. Bây giờ chúng ta giải hệ hai phương trình 1 và 3. Ta thay x1 bằng 3x2 vào đây ta được 4x2 bằng 4. Như vậy x2 bằng 1. Từ 1 và 3 ta suy ra x2 bằng 1. x1 bằng 3. Thay x1 x2 ở 4 vào 2 ta được 3 bằng 5m trừ 3. Chuyển trừ 3 sang bên đây, 6 bằng 5m. Hay nói cách khác, m bằng 6/5. Đối chiếu với điều kiện m nhỏ hơn hoặc bằng 7/5, ta thấy giá trị m bằng 6/5 thỏa mãn. Như vậy, m bằng 6/5 thỏa mãn yêu cầu bài toán. Video này thì xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi video mới nhất của thầy. Và nếu thấy hay và có ích thì các bạn nhớ ủng hộ thầy bằng cách like và share để kênh này được biết đến rộng rãi hơn trong cộng đồng.